Mới đây, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI đồng tổ chức trình diễn thực địa về cơ giới hóa gieo xạ chính xác. 8 loại máy cơ giới hóa ứng dụng trong khâu gieo xạ lúa chính xác, phô diễn khả năng tối ưu hóa chi phí đầu vào. Các thiết bị đã được cải tiến phù hợp và hiệu quả với địa hình ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, thiết bị máy xạ cụm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng nhận được sự quan tâm của nhiều bà con nông dân, hợp tác xã trong vùng. Xạ cụm này rất là hiệu quả so với mà xạ hàng hoặc là cấy. Bởi vì nó thứ nhất là giảm được giống, thứ hai giảm được phân. Hơn nữa nó không có đổ ngã. Hồi trước đây thì xạ lan, rồi sau có tới giai đoạn xạ hàng. Rồi sau này thấy cái cấy rồi qua cái xạ cụm thì thấy nó mang cái hiệu quả cao hơn, bởi vì mình giảm được cái chi phí. Thay vì cấy là 700 ngàn một công, còn hiện nay xạ cụm là nếu như tôi là lãnh cho nông dân là chỉ có 300 ngàn thôi, là giảm hơn 50%. Tượng nhất là máy xạ cụm, chứ máy bay phun thuốc rồi mình cũng có rồi, rồi bây giờ máy xạ cụm. Thì thấy nó tiện lại mau cho bà con thì chắc máy xạ cụm đầu tư được. Từ năm 2019, máy xạ cụm được đưa vào thử nghiệm trên đồng ruộng Việt Nam. Trải qua 8 mùa vụ, vừa sản xuất vừa cải tiến. Đến nay, thiết bị đã chứng minh được hiệu quả khi chính thức là một thiết bị cơ giới hóa, được Cục Trồng trọt đưa vào quy trình canh tác lúa, giảm chi phí. Cái dạng xạ cụm mà gắn được trên các loại máy như thế này là bà con sẽ dễ đầu tư hơn. Bởi vì thứ nhất là nhà nhà đều có thể có máy cày, nhà nhà đều có thể máy tàng hen. Và cái dạng cái xạ cụm này hay được cái máy cấy là ở chỗ là nó thông thoáng và từng cụm, và khi ra cái mật độ là như lúa cấy. Nhưng mà hơn cái lúa cấy ở chỗ là anh lấy cấy anh phải làm mạ, còn bên đây mình chỉ cần xạ bằng giống thôi, thì người dân có thể giảm được rất là nhiều cái chi phí nếu như xạ cụm. Theo đánh giá của các chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long đang cần công nghệ xạ nhanh và chính xác để tối ưu vấn đề quản lý mùa vụ trên đồng ruộng, giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu, đổ ngã, tổn thất. Yêu cầu của đồng bằng sông Cửu Long mình là phải xạ đồng loạt, cho nên là phải trong thời gian 10 ngày là phải xạ xong một cái vùng nào đó, cho nên là phải xạ nhanh và chính xác. Thì không có con đường nào khác là phải sử dụng máy gieo xạ chính xác. Khi mà mình xạ được chính xác giống như các cái máy mình chạy mình đang làm đây á, thì cái lúc đó thì nó giảm cái lượng giống xuống, ví dụ như từ 150 kg trên hecta thì nó giảm còn 50 kg trên hecta. Máy xạ cụm Hàn Quốc đang khuyến cáo là sử dụng lượng giống tối thiểu từ 40 kg đến 60 kg trên hecta. Điều đó đồng nghĩa là phải giảm chi phí sản xuất. Nhưng mà chưa phải là vấn đề quan trọng. Tại vì từ cái chỗ giảm giống thì chúng ta sẽ giảm được phân, giảm được thuốc, giảm được sâu bệnh, chống đổ ngã và năng suất là tăng so với xạ lăng, xạ dài. Và quan trọng hơn nữa là từ giảm giống, giảm phân, giảm thuốc thì nó kéo theo vấn đề là giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải. Cái đó là chỉ tiêu quan trọng nhất. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, ổn định, lâu dài, xây dựng thương hiệu lúa gạo giảm phát thải. Việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa nói chung và khâu gieo xạ chính xác nói riêng, góp phần cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện thành công đề án. Riêng xạ cụm chính xác là một trong những yếu tố đầu vào đáp ứng yêu cầu sản xuất lúa giảm phát thải.